Chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi kênh test âm thanh của Tiến Dũng Audio thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một kênh chuyên test các thiết bị âm thanh hàng bãi tuyển chọn được cập nhật thường xuyên trên YouTube. Xin mời quý vị và các bạn bấm nút đăng ký kênh phía dưới để nhận thông báo khi tôi đăng tải các clip mới nhất về các thiết bị audio. Mọi thông tin chi tiết về địa chỉ liên hệ cũng như giá của các sản phẩm, xin mời quý vị và các bạn bấm xem trong phần tiêu đề tin phía dưới. Xin chân thành cảm ơn. Hôm nay tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn cặp loa AR2AX bát bánh bò. Cặp loa AR2AX hàng OSA. Đây là e căng vải bố của nó. Mặt trước và mặt sau nó là cái sườn MDF. Cặp loa vừa về ngày hôm nay còn tuyệt đẹp. Với thiết kế dạng loa bốc xe thùng gỗ lạng. Cặp loa được sản xuất vào khoảng những năm 1968-1970. Loa sử dụng một bát bánh bò 25cm, một bát bánh bò màng giấy gân vải tẩm dầu, một loa trung bông và một loa chép phíp. Phía sau có hai cốt server chỉnh, chúng ta có thể thêm bớt tiếng trung và tiếng chép tùy ý. Cặp loa cho chất âm chậm rãi, đặc trưng AR, thích hợp cho các dòng nhạc tiết tấu vừa và tiết tấu chậm. Sản phẩm thứ hai mà tôi muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn đó là chiếc âm ly Bühne model SX950, hàng made in da băng. Đây là model khá cao cấp của hãng Bühne, được sản xuất vào những năm khoảng 1970-1972 cho thị trường Mỹ. Đây là phần vỏ gỗ của máy. Chiếc âm ly vừa về còn tuyệt đẹp. Tôi sẽ giới thiệu sơ bộ về nội thất của chiếc âm ly Bühne SX950. Như trước mắt quý vị và các bạn đang thấy, phần nội thất còn tuyệt đẹp. Các video clip cách đây ít bữa tôi đã có giới thiệu một chiếc âm ly model này. Hôm nay cửa hàng về thêm một chiếc nữa, sexy màu vàng. Bên đây là biến áp nguồn, tăng phô nguồn khá lớn. Bên đây là tụ nguồn, rơ le bảo vệ loa. Và trái tim của máy là bên đây, men công suất. Bên đây là bo công suất. Và trong cái khe này là miếng nhôm giải nhiệt, có chứa 8 con sò sắt Toshiba chữ đỏ. Chiếc máy vừa về còn tuyệt đẹp, sexy màu vàng chanh, 7 màu. Sản phẩm tiếp theo đó là chiếc đầu CD Sony X77ES, hàng made in Japan. Đây là model rất cao cấp của hãng Sony. Mặt nhôm phay, nắp nhôm phay, hai hồi gỗ, sang trọng. Chiếc đầu CD chơi đa thể loại dòng nhạc, cho chất âm chi tiết dày dặn, rất hay. Bộ ba thiết bị ghép rất ăn ý cho cả nghe lẫn nhìn. Bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức một bài nhạc. Bộ ba sản phẩm, chiếc đầu CD Sony X267ES, chiếc âm ly Bühne SX950 và cặp loa AR2AX bát bánh bò. Đi lễ xuân đầu năm, qua một năm ruột rối tơ tầm, năm mới nhiều ước vọng chờ mong, may nhiều rồi yên ngắm trông, vui cùng pháo đỏ rượu hồng. Xin khấn nguyện kết chặt tình thân, viên canh lọc những bóng hương, năm này chắc gặp tình thương. Xuân mà
quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại ở trong các clip sau.